Hiện tại đang là sáng thì hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi tham quan cũng như là xem một cái buổi ập yoyo cuối tuần của mình như thế nào nha, tại câu lạc bộ yoyo ở Sài Gòn. Đi thôi. Thay đồ xong rồi làm vài trick khởi động cho nó nóng người xong rồi sau đấy là đi. Let's go. Thì như mọi người thấy, đây sẽ là thứ vũ khí mình sẽ đem đi ở câu lạc bộ yoyo vào ngày chủ nhật. Ngày hôm nay thì nó chỉ là hai con 1A với con 4A thôi, chủ yếu lên khè là chính. Thì đó là con formula của 4A, đây là color search mình hay dùng nè, các bạn thấy ở nhiều clip rồi đó. Thì đây là replay pro đó, rất là vip nha. Ok, thì đây là vũ khí, trang bị vũ khí đầy đủ rồi đó, bây giờ đi chiến đấu thôi. Let's go. Rồi, giờ thì mình đang đi ọp nè mọi người, đang trên đường đi ọp luôn. Nói tính ra là lâu lắm rồi mới đi ọp lại, má chúng chứ cũng được cả tháng rồi mấy má. Má lũng chuyên môn, chết. Ê má lũng được, má cả tháng đi quên mẹ đường. Give me all you've got, if you're prepared to break the silence. Sunshine running beside the lions. I've been feeling dumb, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down. Can you pick me up? Thank you.
Dữ á, dữ á. Gọi tên nè. Được. Giỡn mà. Sao có gì khó để đó. Game dễ.